Sóng Hàng Nhà Đồ Địa xin kính chào các bác. Hôm nay tiếp tục lên sóng một con máy rửa bát Navon cực đẹp. Nói chung là hàng lần này con nào lên sóng cũng đẹp nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác tranh thủ ngay điện, lô này rất là đẹp. Rất là hiếm có lô nào nó đẹp đều tất cả như vậy. Cả một lô về 30 con thì đa số con nào cũng đẹp. Các bác đến xem, nhiều các bác đến xem chọn hóa hết cả mắt. Tất cả đều 19-10 hết. Con em để số 6 nhé. Máy đang test qua nhìn siêu mắt kìa. Máy rửa bát Nhật được cái rất là bền bỉ, rửa tiết kiệm. Tuổi đời lên 3-40 năm là thoải mái. Dám khẳng định các bác là như vậy luôn. Tuyệt bền. Con này BM E3 tương đương với BM1 các bác nhé. Giá vẫn bán là 3,9 triệu như con BM1. Máy cực đẹp luôn. Đưa phun coi nhìn phun rất là khỏe. Máy rửa bát Nhật nó thiết kế cực thông minh, vận hành bền bỉ, tiết kiệm, nhưng cái cũng rất là đẹp, không có gì để chê. Nói chung là hàng Nhật. BM3 con này 2007, tuổi đời cái chuyện mà vài chục năm mà không phải nghĩ, dám khẳng định là như vậy luôn. Khi bỏ bảng mạch của nó ra thì các bác nhìn mê ly luôn. Đây. Và điều khiển bật nguồn này, tắt này, bắt đầu rửa này, chọn chế độ rửa này, thời gian sấy này, đây là các đèn báo chu trình rửa, đây đang rửa này, đèn báo tráng này, sấy này, khi nào các bác mới cấp vào nước thì nó xanh nháy cái đèn này, đèn đun nước khử khuẩn. Nội thất con này nhé, và em cũng không vệ sinh gì luôn, tức là nó quá mới rồi, quá sạch, thế nên về không phải làm gì nội thất luôn. Chỉ có ngoại thất thì nó bị bẩn do là vận chuyển thôi. Đây, nó nhìn răng chỉ này, mới luôn nhé, mềm như bún. Phải nói là cái trình độ của Nhật Bản tuyệt vời. Đây, các cái tay quay này các bác có thể hoàn toàn tự tháo ra để vệ sinh được nhé. Rất đơn giản, rút nhẹ nó ra thôi, không có gì cả. Đơn giản. Nó không có hề có motor gì nhé, nó chỉ dùng quán tính nước thôi. Quán tính nước nó quay thôi. Các cái tay đều tháo được hết. Con máy đẹp quá, ruột toàn bộ inox hết nhé. Sáng choang. Để xếp 12 cái bát con này. Đĩa, đũa thì ở đĩa này. Để xếp bát ô tô, bát cốc tiếp, thoải mái. Gia đình từ 6 đến 8 người ăn dùng máy này vô tư nhé. Các cái tay cửa các bạn nhìn còn sạch bóng này. Không phải vệ sinh một tí gì luôn, không lau chùi gì nhé. Sạch bóng này. Mỹ mãn. Nói chung là tuyệt vời. Quá đẹp. Các bạn nào yêu hàng Nhật thì các bạn nhìn thấy đã sướng mắt ngay. Giá 3,9 triệu các bạn nhé, chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Đổi nguồn bây giờ tăng giá lên 450.000 rồi các bạn nhé. Em cũng không muốn bán đổi nguồn đâu, nhưng công ty nó tăng giá, chứ các bác nào mua đổi nguồn thì các bác mua, không thì các bác tự mua đổi nguồn nhé. Quản lý hoa không còn giá 400 như trước nữa đâu ạ, giá 450.000 rồi nhé. Chào các bác.